네. Xa xa cái lỗ mũi cho em thở quá chị. Thở đi chứ gì đâu cũng bút mũi đâu. Đi cha nghe lỗ mũi thở không nổi luôn. Mình cứ thở đi. Đau quá chịu không nổi. Thấy bình tâm chứ mà còn đau. Phúc ngất xỉu. Thay cái mặt hắn là rầu đấy. Nín quá là hắn bị nặng hơn. Châu cho bữa hôm nay ăn đi nha. Bà Ly nè. Mai có hậu. Không có hậu là thôi. Xỉu luôn. Cốt thì chị xin lỗi nghe con. Là ông thở được gãy xuống mũi. Làm gì? Ấy là rớt cái điện thoại xuống mũi. Xin lỗi trước à. Hoang mang quá mày. Nặng mụn mà hoang mang quá. Cho em dọa không? Em giờ như người nổi tiếng. 1000 người coi luôn. Wow.
kinh. Cười gì ghê ta. Buồn ngủ à? À để cái kiểu nữa. Coi thử cái tin chị đi. Không, của chị. Nhưng mà sợ không biết là được rồi hả? Hiền được bao nhiêu rồi? 10 mấy giờ rồi.